Thưa quý vị, để phục vụ thi công các công trình kiểm soát triều chống ngập và nâng cấp cầu đường, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh thông báo sẽ cấm các phương tiện giao thông thủy lưu thông qua kênh đôi và hạn chế lưu thông trên sông Cần Giuộc. Kể từ ngày 2 tháng 5 đến hết ngày 10 tháng 5 năm 2017, Thành phố Hồ Chí Minh cấm các phương tiện thủy lưu thông trên kênh đôi qua khu vực thi công xây dựng công trình cống kiểm soát triều Phú Định tại phường 16 và phường 17 quận 8. Trong thời gian trên, các phương tiện thủy lưu thông trên kênh tẻ, kênh đôi qua sông Chợ Đệm hoặc ngược lại sẽ lưu thông theo tuyến sông Cần Giuộc, kênh Cây Khô, rạch Ông Lớn. Còn từ ngày 19 tháng 5 năm 2017 đến ngày 18 tháng 5 năm 2018 sẽ hạn chế lưu thông trên tuyến sông Cần Giuộc nhằm phục vụ cho công tác thi công cầu Bà Lào ở huyện Bình Chánh. Sở Giao thông Vận tải thành phố yêu cầu các phương tiện thủy khi lưu thông đến khu vực thi công phải tuyệt đối tuân thủ sự hướng dẫn của lực lượng điều tiết đường thủy nội địa tại hiện trường.